ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបន្ទាប់ស្ដីអំពីការចែកចំណាយចំណុចខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីAutoCAD ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រមួយគឺការ insert logo បងយើងដាក់ចូលនៅត្រង់ទីតាំងនេះបានយើងប្រើ command បងយើងមួយគឺ io ណាមកពីពាក្យពេញថា insert object អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកពាក្យថានេះដែលមានpicture នៅខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងយើងយកវាមកយើងរួចយើងចុច ok បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថា path នេះយើងយកពាក្យថា path from បាទ load មកអញ្ចឹងយើងយក logo របស់យើងមក ok អញ្ចឹងយក open រួចយើងចុច save មួយសិន បាទយើង save ហើយយើងចុចខ្វែងវាមួយ អញ្ចឹងឃើញថា logo របស់យើងគឺវា load មកដល់ត្រង់នេះ OK, anh lấy xong cu rectangular muối, bà xong cu với muối, rồi xong thưa cả offset với chỗ pi, OK, xong lục với chính, tớ mới xong thưa cả movie mình đã trong đi tăng lên mà, bà đòi logo bởi dưỡng về thông chiên ti tăng liền thở đã chẳng dưỡng thua cả scale về tới lệ cho ok chẳng scale the score different và phần tay dưỡng khuyên thà vì ở đâu trong cái đá nè vì ở đâu trong cái đá thế ok à là dưỡng sở rẻ về nơi trong cái đá trong thua cả tiền rịch tăng lấy màu ở trong tí tăng này và rồi trong thua cả movie đã ở trong cái đá là trong select logo bởi dưỡng sẵn trong cho mũ trong file box name click mũi mắt trong chơi control chuyện mouse sẽ đắng chuyện mouse sẽ đắng dừng thì dấu biết tha mid between two point chẳng dừng cho chân tìm muối chân tìm bì rút xong lục rích tóc này chính và chân khuyên thằng logo bởi những người trong cả đá còn tay chân khuyên thằng là anh khang bảo vệ này cứ bỏ khám mạng chân đồ bê là dương thua cả preview tớ bỏ cọt chìa khuyên là anh bỏ khám mạng này chân này dương select được việc hai máu rút dương cho đồ bỏ bảo vệ tớ đã bỏ xó bỏ xo này mà ok là dương xa là bong thua cả preview vi mưu sân ok chích preview mà và phải slow chứ là bê để dương zoom vi mưu chết mắc cứ ở bên khơi boundary chung vinh thế còn tác bởi dương xuống mẹp đi về ai khởi nhé đầu thì hỏi dương xạ lọt bóng lọt về mùi chênh sấn ok chân xâm đạc về nơi khổ nông desktop xâm xê về mùi sấn bà ai lấy dương mà mở ngọt nế bà chúng logo bây giờ cứ nơi tầng này admin khởi boundary đều khang khang thế khởi logo bây giờ cứ nơi trong cho nên cái đá là o và chúng tiện thông từ nâng cả insert logo bây giờ đại chỉ rụp hiếp mà đã nó không có tu bây giờ này cứ miền tây bên này thì trong cái cơ số mọc cuốn xâm nhập cả tu sân á video chạy trong lệ trên mặt đường clay để tiện thông từ nâng cảm vị thị AutoCAD
chẳng phải sân bộ ông phụ ôn chùm ngó rưu cầu trong sản xua tiện tông thân ứng vẹn sắc xa tiền xây bóng ôn ai tiện tông một cắn xa lạp và hụ bộ chê kê tê lý ghi bản xôm. Ồ, cũng.